Hai người trong căn phòng này chính là một trong hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm mà lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với công an phường Tân Phú đã bắt quả tang tại nhà nghỉ Ban Mai, đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào 1 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2020. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2020, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã có 11 người gồm 3 nam và 8 nữ đã bị Công an thành phố Đồng Xoài tạm giữ, triệu tập để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Những người này khai nhận được một người tên Phạm Hồng Giang, hộ khẩu ở thành phố Hải Phòng, cư trú ở phường Tân Xuân, phường Đồng Xoài, môi giới để mua bán dâm với giá 5 triệu đồng một người một đêm. Ngay trong đêm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Hồng Giang, khám xét tại hai căn nhà vợ chồng Giang thuê, lực lượng công an phát hiện có 6 cô gái trẻ khác đang ở đó. Các cô gái khai nhận được Giang thuê nhà cho ở và trực tiếp quản lý. Hàng ngày nếu có khách có nhu cầu mua dâm, Giang sẽ điều các cô gái này đi bán dâm thông qua nhóm trên Zalo. Ngoài điều hành đường dây môi giới mại dâm này, Giang còn thực hiện cho vay nóng với lãi suất cao. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc.